Wow, từ xa mọi người có nhìn thấy một cái cầu ở phía dưới sông không mọi người? Đó, mình chỉ tay ha. Đây, dòng qua tới bên kia. Thì bây giờ mình đang đứng ở trên đầu cầu nha mọi người. Mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở phía ngoài cái làng này nha. Cái làng này tên là Việt Kim Mã Ươn nha. Xin chào tất cả mọi người. Hành trình tại thành phố An Tông đi tham quan những cái khu nổi tiếng của mẹ con nhà mình. Điểm tiếp theo là một cái làng nha mọi người, cái làng tên là Dịch Kim Mã Ư ha. Bây giờ ở phía ngoài làng nè, mình thấy có một cái cầu bằng gỗ bắc dọc theo dòng sông rất là đẹp á, cho nên là mình xuống đây mình quay cho mọi người tham quan ha. Ở bên hàng mình thấy thích nhất là những cái cầu á, người ta đều làm bằng dáng bằng gỗ như thế này, kể cả những cái đoạn cầu mà đi leo lên núi cũng vậy á mọi người. Còn cái này là một cái cây cầu bắc xuống bờ sông ha, thì người ta cũng đều làm bằng dáng gỗ như thế này và có hành lang hai bên lan can á, cái bên á rất là an toàn. Xin chú ơn cho xin mẹ. Cho xin he. Cái phía cầu thang xuống á, người ta sợ mình trượt á, người ta làm những cái bậc mà chặn lại như thế này. Wow. Ồ. Chiều này 이렇게 나 낙동강을 가까이 볼수 있네. 그렇지? Chị trên cấp này chịu chụp hình lắm nè cô chú ơi, đẹp không đây nè. Chú ơi, chào ông bà cô chú đi con. Con chào ông bà cô chú. Người ơi, đẹp quá. Mình đi, ba mẹ con nhà mình đi dọc theo cái con cầu gỗ này ha mọi người. Mình không biết là nó nói tới đâu nữa. Cứ đi đến cuối cầu thử coi như thế nào. Mà cũng thấy cũng hơi khá dài nè. Đây, phía sau của nhà mình. Chị Chiên. Chúng ta chỉ là chú anh à, thích chứ. Trời ơi, lần đầu mà mình thấy một cái cầu mà nối qua cái bờ sông dài như thế này á mọi người. Đây là phía trước của mình ha. Mình đi nãy giờ vẫn chưa được nửa con cầu nữa. Wow. Đây cảnh sông nè, núi nè, mây nè. Đẹp quá. Đây cái bờ sông này á mọi người thấy cái nước của nó ha. Nước nước nó màu xanh lá cây luôn á. Nó chưa nói là do cái hiện tượng mà nọc trôi hơn xăng á, cái hiện nước nó không có lọc được á mọi người. Đó cho nên là nó có màu xanh như thế này. Cái phía núi số. Trời ơi. Ở trên phía nó. Trời ơi, đây có một cái cây đàn giả nè, chị Trinh kêu em chụp hình cho. Chị Trinh cấp này làm một chuyên nghi, đó là người tạo dáng đó cô chú ơi. Cấp này chịu chụp hình dữ lắm. Trời ơi, cái cầu này thì nó hơi bị dài quá ha. Mình quay hết cái cầu này cho mọi người coi thì video nó dài quá đi, mình chia sẻ chút xíu thôi ha. Mình sẽ dẫn mọi người đi vào trong cái khu làng Việt Kim Mã Ươn, tham quan bên trong khu làng ha mọi người. Mọi người ơi, mẹ con của nhà mình bây giờ đi ra khỏi cái cầu rồi ha, mình sẽ tiến vào trong bên trong cái ngôi làng này nha mọi người. Cái ngôi làng này kêu gọi tên là Việt Kim Mã Ươn, có nghĩa là đây mình thấy để giải thích, có nghĩa là cái làng có rất nhiều những cái cũng như những cái hay về nghệ thuật đó mọi người. Đó thì người ta để cho mình coi nè, tham quan là những cái nào ở trong cái làng này nó có. Mình đi vào bên trong làng, mình quay cho mọi người coi một chút xíu cảnh ở bên trong làng ha. Giờ thì mẹ con nhà mình đi vào bên trong làng nha mọi người. Ở làng này thì dưới những cái nền nè, con đường đi á, người ta sơn nè. Đó, rồi trên tường người ta cũng có sơn nữa nè. Nó cũng gọi là Việt Hoa Mã Ư, là cái làng có sơn trang trí này kia gì đó.
cái làng này á mọi người ơi, là người ta vẫn còn người dân sinh sống ở đây nghe, nhà của người dân đó mọi người. Cho nên là người mình đi vào đây mình không có cần phải mua vé tham quan cái gì hết á. À, 그래? 맞네. 어, 지원이 똑똑하네. 엄마 못 봤어. Đây, Chiwon nhìn ra nè. Đây người ta vẽ là cái cầu hồi nãy mình đi qua với mọi người đó. Đó, đúng rồi, nãy mình đi vô mình không để ý đó. Dọc đây thì vẽ những cái bức tranh rất là dễ thương, những cái ngôi nhà cổ. Còn đây thì giống như là có lễ tiệc này kia gì đó. À, cái quán gà hả? Không phải quán gà mà sao để gì con? Đây là cái than nè mọi người, ở Hàn Quốc gọi là dồn than ha. Người ta có những nhà người ta vẫn sưởi bằng cái than này vào mùa đông nè. Mình đi vào cái siêu thị này ha mọi người, mình coi mình mua soju ở vùng An Tông, mình nổi tiếng cho rượu soju. À. Ở đây á hả? Đây hả con? Đây là cái rượu soju của vùng Ảnh Tông nha mọi người. Nó nặng lắm nha mọi người, 35 độ nè. Cái này 22 độ, mình mua cái 22 độ thôi. Cái này độc dữ lắm. Những cái rượu này thì mình chỉ có thể đến những cái vùng này mình mới mua được thôi. Chứ còn ở những cái siêu thị bình thường thì chắc cũng không có bán. Chuyên thấy cái dốc cao á, nãy giờ từ chối đi lên nhưng mà cuối cùng cũng bò lên này nè. Ông bà cô chú ơi. Mẹ hả? Kêu mẹ đi xuống lại, mẹ không đi xuống nhưng mà cũng phải đi lên thôi. Giờ mình đi theo cái con đường là bên đây, mình thấy bên phải á mọi người có một cái phòng triển lãm nha. Mình đi vào trong mình coi. Chắc là triển lãm tranh này kia đồ đó. Trọng bù ta. Cái này mình vào mình tham quan miễn phí ha mọi người. Phòng triển lãm tranh đó mọi người ơi. Này gọi là cái gì trên dịch cho mẹ nghe coi. Nghĩa là cái gì? Chiên nổ thấy sợ luôn không cô chú? Không biết biết cái gì không nữa. Ở đây người ta triển lãm mấy cái giống như mấy cái chữ Hán. Mấy cái chữ Hán mà khắc lên cây á mọi người. Đây toàn tiếng Hán không à, mình không biết tiếng Hán ha. Xin biết tiếng Hán không con? Biết chút xíu hả? Con biết chút xíu. Cái là Hana in. Hana in. Một. Man man. Man man là cái gì? 1,000 á hả? 10,000 à, 10. 10,000. Pop pop. Giải thích sao giải thích bậy bạ như em, có người ta biết tiếng Hán ta cười nha con. Cái này là ọc sum mun cha là không có gì hết. Ừ. Chiwon à, Chiwon tôi Hán cha mà đi phạt cha nè. Chiwon giải thích cho mẹ nghe coi. Khi chị quên giải thích cho mẹ nghe coi lại cái chỗ cái bảng tiếng Hàn đó cô chú. Rồi được rồi giải thích đi. Như đó được rồi giải thích đi. Nhắm mắt ra. Mở mắt dậy. Ờ, mặt mà sáng. Ừ, sáng mà mất dậy. Ấy, việc tốt. À, sáng mà mất dậy thì bắt đầu một ngày mới với nhiều việc tốt. Ấy, việc tốt. Ừ. Hồi xưa tiếng Hàn á, hồi xưa tiếng Hàn á, mọi người người ta đọc theo cái kiểu dài xuống như thế này nè. Đó, từng câu đọc theo dài như vậy nè. Thấy chị Trinh không cô chú ơi? Chị Trinh đi chút xíu là chị Trinh kiếm chỗ Trinh ngồi à. Tụi con lấy bụng chưa? Lấy bụng rồi hả? Thôi giờ mình đi về ăn cơm ha. Lấy bụng rồi.
đi chơi từ sáng tới giờ, bây giờ tiêu hao năng lượng đói bụng rồi phải đi về nạp năng lượng. Cô chú ơi, hai đứa con lại chào ông bà cô chú đi nè, đi về ăn cơm. Chú Ân à, bye bye ông bà cô chú nè. Các cô chú nhớ bấm. Chú Ân, đi đâu à? Đi sao? Bây giờ hai đứa chào ông bà cô chú, đi về cho ăn cơm nè ông bà cô chú ơi. Bye bye ông bà cô chú. Các cô chú cũng cảm ơn ủng hộ gia đình mình. Đăng ký kênh. Bye bye. Bye bye. Chia sẻ tấm nóc chuông cho nhà mình nha. Bye bye các cô chú. Bye bye. Rồi thấy hai đứa con, thấy hai đứa con bé bự bé lớn của mình biết kêu mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ không? Ông bà cô chú ơi, thì hôm nay mẹ con nhà mình đi một cái tour buổi sáng. Cái điểm cuối cùng của mẹ con nhà mình là cái phòng triển lãm tranh hay mọi người, đây là ở Việt Ki Mạ Ư, cũng ở thành phố An Tông luôn mà nằm ở ngoài vùng ngoại ô ha. Bây giờ trưa rồi, mình đi về cái chỗ ở của tụi mình á, mình cho tụi nhỏ ăn cơm nạp năng lượng rồi mình lại đi tiếp nữa mọi người ơi. Đi bữa nay là ngày cuối cùng ở thành phố An Tông, mẹ con nhà mình sẽ đi tham quan từ sáng cho tới chiều tối luôn. Biết chừng nào mới có dịp đến đây nữa. Mình đi về nạp năng lượng rồi mình hẹn gặp mọi người trong cái hành trình tiếp theo ở những cái điểm tham quan tiếp nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.